À, bây giờ thì Hùng Thái cũng xin mời tất cả quý vị và anh em đồng nghiệp của chúng ta sẽ thưởng thức qua giọng hát của một đứa em lâu lắm mới gặp lại, mà đêm nay thì cũng về đây thắp hương chia buồn với gia đình và thấy cái bầu không khí ấm cúng quá đi. Em nói là để cho em đóng góp một tiết mục, xem như đó là giao lưu với anh em mình, cũng là để ghi hình lại để kỷ niệm trên YouTube. À, Hùng Thái xin mời tất cả quý vị thưởng thức qua tiếng hát của em Hằng. Xin mời em. Đi bay tiếng mõ chuông đã chấm dứt một cuộc tình riêng đầy trái ngang đau khổ. Lan phải liếm đời qua trong lớp máu nâu sâu. Quá trời luôn á. Mà cái chất giọng của em là lại giống cô Thanh Nga nữa, quá tuyệt vời luôn. Xin được thay lời tiếng hát của em Hằng một lần nữa trân trọng cảm ơn những canh lọc mà tất cả quý vị dành tặng cho em.